Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 18 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Vĩnh Tường họp phiên thường kỳ tháng 9. Đoàn kiểm tra liên ngành Vĩnh Yên kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2015. Các địa phương tiếp tục thu hoạch lúa vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Đồng chí Lê Minh Thịnh, Bí thư Huyện ủy, dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, gồm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nghe cho ý kiến và lấy phiếu biểu quyết điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý các chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, trưởng phòng tài chính kế hoạch, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch. Cùng ngày, đồng chí Lê Minh Thịnh, Bí thư Huyện ủy, dự và chủ trì hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về một số dự thảo báo cáo, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công cấp ủy phụ trách ngành, lĩnh vực và phụ trách địa bàn, phân công các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung các vấn đề liên quan đến bố cục, nội dung các bản dự thảo, những điểm mới, điểm sửa đổi trong quy chế làm việc Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh yêu cầu các cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nội dung để hoàn thiện quy chế, kế hoạch, chương trình hành động. Các cơ quan chuyên môn xây dựng nội dung chương trình hành động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành phụ trách để thực hiện thắng lợi phương hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2015, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố Vĩnh Yên tiếp tục kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đoàn Kiểm tra Liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu các loại, kẹo, nước giải khát, trứng, sữa. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm, quy chế chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện sức khỏe, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nhu cầu phục vụ của người tiêu dùng bây giờ ngày càng cao, sức mua thì lớn hơn những cái thời vụ năm trước và yêu cầu sản phẩm phải có mẫu mã đẹp, bắt mắt, hàng đảm bảo chất lượng. Vì vậy cửa hàng tôi luôn luôn là chú trọng cái chất lượng sản phẩm để phục vụ khách hàng. Qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các sai phạm liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm đảm bảo chất lượng vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và xã hội. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sông Lô đã phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 85 cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở. Các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và các kỹ năng tham mưu của cán bộ đoàn, kỹ năng thu hút tập hợp thanh niên. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Trưng tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa Thiên Ưu 8 và Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá. Mô hình trình diễn giống lúa Thiên Ưu 8 với diện tích 150 ha tại thị trấn Tứ Trưng, xã Vân Xuân và Ngũ Kiên. Đồng thời triển khai mô hình trình diễn giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá với quy mô 10 ha tại thị trấn Tứ Trưng và xã Kim Xá. Giống lúa Thiên Ưu 8 có đặc điểm đẻ nhánh tập trung, chống đổ, chống chịu khá đối với một số sâu bệnh. Chất lượng gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm. Năng suất thực thu của giống lúa Thiên Ưu 8 đạt 61,1 tạ một ha. Đối với giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá
có thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày, khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu rét, chống đổ khá và chống chịu tốt với sâu bệnh. Năng suất lúa thực thu 50 tạ một hecta. Đây là giống lúa chất lượng cao, cơm dẻo mềm, vị đậm, hương thơm nhẹ, ăn ngon. Từ kết quả thực hiện mô hình và qua theo dõi thực tế trên đồng ruộng cho thấy, đây là hai giống lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai và tập quán canh tác ở địa phương. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, hiện nay tại các địa phương, bà con nông dân đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Đến thời điểm này, bà con nông dân xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường đã được thu hoạch đạt 40% diện tích, năng suất ước đạt trên 50 tạ một hectare. Cùng với việc khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa, bà con nông dân xã đang tập trung làm đất gieo trồng cây vụ đông. Phấn đấu toàn xã trồng được 210 hectare cây vụ đông, với các giống cây chủ lực như ngô, bí đỏ, đậu tương và cây rau màu các loại. Trong đó cây ngô 125 hectare, bí 15 hectare. Vụ mùa năm nay, bà con nông dân thị trấn Tam Sơn chủ yếu gieo trồng các giống lúa chủ lực Khang Dân 18, Vũ Di và giống lúa mới trình diễn Thiên Ưu cho năng suất cao. Năng suất lúa năm nay ước tính vẫn đạt trên 2 tạ một sào. Chúng tôi được xã cho tập huấn cái lớp mà trồng giống lúa mới Thiên Ưu 8. Thì năm nay so với mọi năm là lúa này chống chịu với sâu bệnh, ít sâu, năng suất cao hơn là những giống lúa Khang Dân 8, Vũ Di mọi năm. Năm nay được khoảng 2 tạ đến 2 tạ 2 một sào. Để đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ, bà con nhân dân thực hiện với phương châm thu hoạch đến đâu, trồng màu đến đấy. Diện tích lúa thu hoạch xong đến đâu, bà con tiến hành vệ sinh đồng ruộng, đồng thời tập trung máy móc, phương tiện, tiến hành làm đất để triển khai sản xuất vụ đông năm 2015, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Trên 300 hectare lúa mùa của xã Duy Phiên, huyện Tam Dương đã được bà con thu hoạch xong, năng suất ước đạt trên 53 tạ một hectare. Vụ mùa năm 2015, bà con nông dân xã Duy Phiên đã đưa vào gieo trồng khoảng 10 hectare diện tích lúa Thiên Ưu 8. Đây là giống lúa có năng suất chất lượng cao, đường thị trường ưa chuộng. Cùng với việc khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa, bà con nông dân trên địa bàn xã Duy Phiên đang tập trung làm đất gieo trồng cây vụ đông với các giống cây chủ lực như dưa chuột, ngô, bí đỏ. Bà con nông dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch cũng đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa vụ mùa. Theo đánh giá bước đầu, năng suất lúa năm nay trên địa bàn xã đạt từ 120 đến 130 kg một sào. Riêng đối với giống lúa mới Thiên Ưu 8 thì năng suất ước đạt 150 kg một sào. Với phương châm sáng lúa chiều ngô nên gặt hái đến đâu, bà con nông dân lại làm đất trồng ngô đến đấy. Địa phương phấn đấu từ nay đến cuối tháng 9 sẽ hoàn thành việc gieo trồng cây vụ đông. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Lập Thạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn tổ chức chương trình trao vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho 5 hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ mồ côi trong xã. Chương trình trao vốn lần này với sự tài trợ của ông Dương Đức Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hyasumina. Theo chương trình dự án, mỗi hộ gia đình được vay số tiền 6 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản, không phải trả lãi suất, với thời gian cho vay là 3 năm. Chương trình trao vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ mồ côi là sự chia sẻ, ủng hộ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, góp phần giúp các gia đình có cơ hội thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đã tổ chức lễ khởi công nhà đồng đội cho đồng chí Nguyễn Văn Hải, cấp bậc trung úy, chức vụ nhân viên quân khí, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đang sinh sống trong ngôi nhà rột nát, có nguy cơ bị sập đổ và không có khả năng xây dựng ngôi nhà mới. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trích số tiền là 70 triệu đồng từ quỹ Ngày vì người nghèo của Quân khu 2 hỗ trợ cho gia đình đồng chí Hải. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy quân khu nhằm chia sẻ động viên, giúp đỡ các cán bộ, nhân viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Văn hóa huyện Bình Xuyên tổ chức tập huấn cho 60 học viên là cán bộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, lễ tân và cán bộ văn hóa 13 xã, thị trấn về nghiệp vụ du lịch dành cho quản lý và nhân viên khách sạn trên địa bàn huyện. Các học viên được học tập trao đổi 4 chuyên đề quản lý nhà nước về du lịch được quy định tại Điều 10 Luật số 44/2005/QH11 của Quốc hội. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy du lịch. Văn hóa doanh nghiệp, tác dụng của văn hóa doanh nghiệp và chuyên đề nghiệp vụ lễ tân.
Qua đây giúp các học viên nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận được các kỹ năng nghề du lịch chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, đào tạo lại cho nhân viên khách sạn của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cho ngành du lịch huyện và tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.